Xuân Thủy xin mến chào tất cả quý cô ông bà cùng toàn thể mọi người đang trở lại với kênh Công Giáo Yêu Thương. Hiện tại Xuân Thủy đang có mặt tại cuối nhà thờ của giáo họ Kính Danh. Quý vị cũng đã biết thì Thủy mấy ngày nay chia sẻ rất nhiều thông tin vui của giáo phận Thái Bình. Thì trong tháng 10 này thì giáo phận Thái Bình thêm được 27 giáo xứ mới, trong đó có giáo họ Kính Danh. Đây, giáo hội Kinh Doanh mình đang đứng ở đây. Thì đến ngày 21 tháng 10 năm 2020 thì giáo hội Kinh Doanh được sắc phong lên thành lên hàng giáo xứ thuộc của giáo phận Thái Bình. Thì Thủy rất vui mừng chia sẻ cho các bạn những hình ảnh trước ngày trọng đại này. Thì rất mong quý vị cùng đón xem và chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ của giáo hội Kinh Doanh. Chuẩn bị tu sửa rồi tất cả mọi cái trang trí để đến ngày trọng đại mừng giáo họ lên hàng giáo xứ thuộc về giáo phận Thái Bình, và vẫn đặt tên là giáo họ, vẫn là tên là giáo xứ Kính Danh luôn quý vị nhé, vẫn lấy tên giáo xứ Kính Danh luôn. Đây, quý vị thấy nhà thờ rất là đẹp, được sơn một màu vàng kết hợp với những cái đường chỉ màu nâu đậm. Hiện tại thì hôm nay khu vực miền Bắc cũng như là nhất là tỉnh đồng bằng sông Hồng nên là có không khí lạnh quý vị ạ, nên là gió mùa về rất là to. Mình quay nó hơi ồn tí, rất mong quý vị bỏ qua cho. Trời hôm nay cũng nó khá là se lạnh, Thủy phải mặc áo khoác. Đấy quý vị thấy nhà thờ rất là đẹp luôn. Thì hôm nay cập nhật thông tin sơ qua cho các bạn biết được tình hình các bác đang chuẩn bị cờ, đèn, điện, rồi tất cả mọi cái để đón mừng sắc phong ngày 21 tháng 10 này được lên hàng giáo xứ. Bây giờ Thủy xin chia sẻ xung quanh ngôi thánh đường, gửi tới cho tất cả quý vị xa gần nhé, nhất là những người con của giáo họ Kính Danh. Vì giáo họ mình sắp sửa được lên hàng giáo xứ nên là quý vị đi làm ăn xa cũng đang háo hức và rất là xúc động, nên là Thủy cũng cố gắng đem những hình ảnh này gửi tới cho tất cả các bạn là đi làm ăn xa được biết quê nhà đang chuẩn bị công tác chuẩn bị để lên đón ngày trọng đại lên hàng giáo xứ. Quý vị thấy nhà thờ Kính Danh đẹp không? Quá đẹp luôn. Nhà thờ được sơn một màu vàng kết hợp những cái mái màu đỏ rất là nổi, và khuôn viên nhà thờ quý vị thấy này, rất nhiều những hàng cây xanh, khuôn viên rất là rộng. Quý vị thấy gió rất là to nên là ồn ào. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Thì giáo họ Kinh Doanh quý vị thấy là ở nơi đây là các anh hùng tử đạo ở nơi đây cũng rất là đông nhiều. Tổng thể mình thấy là có 38 chứng nhân tử đạo quý vị ạ. Đây cũng đang xây thêm cái gì ở đằng sau này quý vị này. Khu hầm ở đầu nhà thờ đây là khu 38 chứng nhân thánh tử đạo. Nhiều người họ đến đây họ xin khấn khá là nhiều, khá nhiều là bia tạ ơn. Bên này cũng rất là nhiều luôn quý vị.
rất nhiều người từ mọi miền tổ quốc cũng như là người ở hải ngoại cũng có quý vị nhé. Đây, xin dâng lời cảm tạ chứng nhân tin mừng Việt Nam này, Du Xe Dương. Dạ, đang ở Bác Quốc Chức à? Đây đây, ông đây. Ông đây. Vâng, con biết nhé. Vâng, con đang ấy tí nữa. Chơi chơi con tí, con đang làm. Vâng. À, đây quý vị này, ở giáo xứ Xuân Linh, giáo phận Xuân Lộc. Mình tranh thủ mình vào thăm cũng như là xin ơn các thánh nhé. Quý vị có thời gian quý vị tới đây tham quan quý vị nhé. Tham quan cũng như xin khấn các thánh, xin các thánh phù hộ cho. Đây có hai thánh tử đạo của Việt Nam quý vị này, là thánh Đa Minh Huyên và thánh Đa Minh Toại, trong danh sách các thánh tử đạo của Việt Nam. Và nơi đây là tất cả các hài cốt của 38 chứng nhân tử đạo. Đấy quý vị thấy các ngài thì những hài cốt chứng nhân đây thì ngày xưa là khi mà xây dựng ngôi thánh đường nhà thờ giáo họ Kính Danh ấy, thì khu vực cuối nhà thờ thì người ta đào lên để làm móng nên là người ta phát hiện ra rất là nhiều hài cốt nằm ở khu vực đó. Bây giờ đã đưa về đầu nhà thờ đây để viếng các ngài. Đây quý vị này, ngày xưa là các ngài đã hy sinh anh dũng vì đức tin. Còn đây là cái hình ảnh mà lúc mà người ta đào mộ lên đấy quý vị này. Có tổng thể là 38 này. Đây, 38. 38 hiển thánh. Hai hiển thánh 22 hiển thánh và các chứng nhân tử đạo Việt Nam. Thì ở đây có Thánh Huyên và Thánh Tại. Huyên và Thánh Toại quý vị nhé. Rồi bây giờ Thủy mời các bạn đi ra bên ngoài tiếp tục cùng Thủy đi tham quan ngôi thánh đường của giáo họ Kính Danh. Sắp được đến ngày 21 này sẽ được lên hàng giáo xứ. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và chúc mừng giáo họ Kính Danh nhé. Đây là kinh các thánh tử đạo. Tiếp tục thì mời các bạn đi tham quan sang bên cánh phải từ cuối nhà thờ, các vị nhìn lên. Đây, tiểu vẫn còn nguyên đây quý vị này. Đây chữ Hán đây quý vị à, chữ Nôm. Tiếp tục mời các bạn đi tham quan nhé. Khuôn viên của giáo họ Kinh Doanh rất là rộng. Nhà thờ rất là đẹp luôn quý vị ạ. Hiện tại bên trong nhà thờ thì các bác đang đóng cửa, người ta chỉ làm bên ngoài thôi nên là mình không quay được bên trong, nhưng mà mình cũng quay rất nhiều video ở nhà thờ giáo họ Kinh Doanh rồi. Có dịp quý vị sẽ xem lại những video cũ của Thủy nhé.
Còn hôm nay thử chủ yếu quay không khí, nôn nức các bác đang chuẩn bị để... Đây là nhà giáo lý cũng như là nhà mục vụ của giáo họ kinh doanh, sắp sửa lên hàng giáo xứ. Bây giờ mình cứ họ gọi là giáo họ nhé. Hôm nào nhận sắc rồi mình sẽ gọi là giáo xứ sau. Đây các bác đang đến hòm họp bàn rồi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Đây sát người ta trở về đây để chuẩn bị làm công việc cho ngày lễ. Lịch sử một trang mới của giáo họ lên hàng giáo xứ. Sát người ta chuẩn bị này quý vị. Các bác các ban trùm, các ban hành giáo đang họp bàn bên trong. Ông ạ, vâng, ông ấy họp không? Ở đây có cái cảnh rất là đẹp luôn quý vị này, có tượng đà Đức Mẹ bên trên, rất là đẹp luôn quý vị. Vậy là Thủy đã giới thiệu qua để cho các bạn hình dung được không khí cũng như là chuẩn bị của giáo họ kinh doanh đến ngày 21 này, là giáo họ kinh doanh được nâng lên hàng giáo xứ và nhận sắc phong, có nghĩa là đến ngày đó lễ rất là trọng đại. Buổi chiều ngày 20 thì cũng có lễ và tối có văn nghệ. Còn đến ngày 21 là đón nhận và nhận sắc phong được lên hàng giáo xứ chính thức. Thì sẽ cập nhật mọi thông tin cũng như là hình ảnh ở các giáo họ được lên giáo xứ. Thì rất mong quý vị cùng dành một chút thời gian bấm đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để kênh Công giáo yêu thương mỗi ngày một phát triển hơn. Thủy chân thành cảm ơn quý vị nhé. Và bây giờ Thủy xin kết thúc và dừng cái video này tại đây. Xin kính chúc tất cả các bạn xa gần được dồi dào sức khỏe trong ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria. Và xin quý vị hãy cầu nguyện cũng như là gửi lời chúc mừng cho tới các giáo họ của giáo phận Việt Nam được lên hàng giáo xứ. Thủy xin thành cảm ơn, nhất là những người con năm xa quê khi thấy hình ảnh này thì Thủy cũng cảm thấy là rất vui mừng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé.